Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phòng trị liệu giảm béo công nghệ cao tại Thẩm mỹ Quốc tế Bali. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một tình trạng béo cực kỳ điển hình của các chị em. Đó chính là phần bắp chân, bắp tay tương đối to, cũng như là khiến cho các chị em trở nên cực kỳ mất cân đối trong việc diện đồ quần áo, đặc biệt là váy ngắn. Và chúng ta hãy cùng gặp chị Hà là một khách hàng của Bali. Sau 10 ngày trị liệu, chị đã giảm được một cái vòng bắp chân tương đối là khả quan, từ 37cm xuống còn 33cm, tức là chỉ giảm có 4cm trong vòng 10 ngày nha các bạn nhé. Và không biết là cảm nhận của chị Hà lúc này như thế nào sau khi mà đã có cho mình một cái bắp chân tương đối là thon gọn? Em rất hài lòng với cái dịch vụ bên mình, bởi vì hầu như trước đây là em toàn mặc quần áo, và bây giờ em đã tự tin để mặc váy và diện những cái trong cái này chị đang nét hơn rồi ạ. Các bạn lưu ý nhá, đây là hình ảnh của chị Hà trước đây mới có 10 ngày đấy ạ. Thì như các bạn có thể thấy là cái phần bắp chân của chị là tương đối là to và không đều. Đây ạ, các bạn thể nhìn kỹ hơn một chút nhá. Cái phần bắp rất là to, cũng như là cái phần mỡ tương đối là chảy, khiến cho cái phần bắp chân của chị trở nên rất là ngắn và xấu. Sau khi mà đến với cả Bali thì chỉ sau 10 ngày thôi, với cái công nghệ giảm béo Inhipo thì đây ạ, hoàn toàn là khác biệt rồi. Cái phần bắp chân của chị thon hơn rất là nhiều, cũng như hai phần đùi và bắp đùi đã trở nên là bằng nhau rồi, rất là cân rồi, và khiến cho cái phần chân của chị dài hơn rất nhiều, đúng không chị à? Không biết là sau khi mà chị làm xong thì chị đã bắt đầu diện cho mình những bộ váy ngắn chưa, và không biết là cảm nhận của những người xung quanh về cái phần bắp chân của mình là như thế nào? Em cảm thấy như là có một đôi chân mới, như một đôi chân mới, đúng không ạ? Bởi vì trước đây em mặc váy nhiều nhưng mà cái phần bắp chân nó lộ ra và sẽ cái là cái chân của mình Thì em không biết là trước đây chị Hà đã từng thử những cái biện pháp nào mà làm cho cái phần bắp chân của mình bé chưa? Em đã sử dụng những bộ phận là do em lười thời lại thì cũng không phù hợp với lại thời gian mà em nên làm như thế nào. Các bạn thân mến, là bởi vì tại sao cái phần bắp chân và bắp tay là cái phần cực kỳ khó giảm, đặc biệt là đối với các chị em ở cái độ tuổi mà chừng 30 nhá, bởi vì đây là cái phần mỡ xen cơ rất là khó điều trị và khiến cho các chị em phải mất nhiều thời gian nếu như là muốn luyện tập cũng như là muốn cho mình một cái thân hình, một cái vòng chân nhỏ hơn. Và đây là cái phần mà cực kỳ khó giảm nhất trên cơ thể, bởi vì là nếu như các bạn chỉ áp dụng những cái phương pháp là tập luyện hay là đi tập thể dục thì cái phần bắp chân chỉ to lên, tăng cái phần cơ lên chứ phần mỡ thì không hề giảm. Nhưng mà với cái công nghệ Invilipo tại Bali thì chỉ sau một thời gian rất ngắn ạ, cái lượng mỡ trên cơ thể và đặc biệt là phần đùi thì nó sẽ được đào thải qua đường bài tiết cũng như đường mồ hôi, và chỉ để lại cho các bạn cái phần chân rất là thon gọn như này thôi. Đây là kết quả của chị Hà chỉ sau có 10 ngày, và hôm nay là buổi dưỡng thứ hai của chị đến sử dụng cái công nghệ này. Và như các bạn thể thấy nhá, một lần nữa này, hình ảnh của chị Hà trước đây và bây giờ nó rất là khác biệt rồi. Vậy nên nếu như tất cả các bạn có quan tâm hay thắc mắc gì thì có thể để ngay số điện thoại dưới cái video này, hoặc gọi điện ngay tới số hotline của Bali là 0386 463 463 để có thể có cho mình được cái vòng chân đẹp như chị Hà nhé. Còn em xin cảm ơn chị Hà rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.